không đồng ý chia tay, cô gái trẻ bị bạn trai rạch mặt. Ngày 3 tháng 5, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, giám đốc bệnh viện JVK thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí cho một trường hợp bị thương tích nghiêm trọng trên vùng mặt và cánh tay. Bệnh nhân là cô gái trẻ 20 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang đã đến bệnh viện trong tình trạng trên mặt có vết thương dài 12 cm với những vết khâu tạm của bệnh viện tuyến trước. Bệnh nhân cho biết, cô là nhân viên phục vụ tại một quán nhậu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình làm việc, cô có quen biết và có tình cảm với một khách thường ghé quán nhậu. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô phát hiện bạn trai chơi hàng đá nên quyết định chia tay. Sau nhiều lần níu kéo bất thành, kẻ côn đồ đã dùng dao kề vào cổ cô gái với ý định mưu sát. Trước sự hung hãn của bạn trai, cô gái đã chống trả để thoát thân thì lưỡi dao trượt ra, rạch một đường dài trên mặt và một vết thương khác khoảng 5 cm trên cổ tay. Sau khi gây án, nam thanh niên đã bỏ trốn, đang bị công an truy bắt. Nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi được bác sĩ khâu tạm vết thương, cô gái trẻ đã quyết định nhờ bác sĩ hỗ trợ thẩm mỹ với hy vọng hạn chế tối đa những di chứng về sau. Dự kiến, sau khi vết thương bình phục, cô gái trẻ sẽ được bác sĩ chiếu laser và hỗ trợ điều trị để làm mờ sẹo, giữ lại thẩm mỹ cho gương mặt của bệnh nhân.